Soi kèo bóng đá Olympic Lyon. Soi kèo bóng đá Olympic Lyon gặp Saint Etienne. Thời gian diễn ra là 3 giờ, ngày 22 tháng 1 năm 2022 theo giờ Việt Nam. Lưu ý, đây là nhận định mang tính cá nhân của chúng tôi. Lựa chọn cuối cùng vẫn là anh em. Soi kèo trận đấu Olympic Lyon gặp Saint Etienne, phong độ của Lyon 5 trận gần nhất. Sau bao nhiêu nỗ lực của Olympic Lyon thì cuối cùng họ cũng được đền đáp một cách xứng đáng với thắng lợi tối thiểu 0-1 trước Troy, nhằm chấn dứt mạch 6 trận trước đó chỉ biết hòa và thua, mang về 3 điểm khá quan trọng ở vòng 20 League 1. Thì mới đây, vị trí của Lyon cũng đã được cải thiện khá nhiều khi tạm vươn lên vị trí thứ 11, nằm trong tay 28 điểm, cách biệt với nhóm phía trên cũng còn là 1 điểm. Phong độ của Saint Etienne 5 trận gần nhất. Phía bên kia, Saint Etienne vẫn đang tỏ ra cực kỳ bế tắc khi mới đây họ tiếp tục thất thủ trước Lens với tỷ số 1-2, nâng số vòng đấu toàn thua của mình lên con số 6 liên tiếp. Nhận lấy chuỗi ngày dài mất điểm như vậy, không ngạc nhiên khi trên bảng xếp hạng Ligue 1 hiện tại, Saint Etienne đang chật vật ở trong nhóm cầm đèn đỏ với vị trí cuối bảng khi chỉ có 12 điểm sau khi hoàn thành 20 vòng đấu, với cách biệt lên đến 5 điểm so với những đội phía trên. Soi kèo tài xỉu Olympic Lyon gặp Saint Etienne, tỷ lệ kèo tài xỉu. Mức kèo tài xỉu nhà cái đưa ra hiệp 1 của trận đấu là 1,25, còn mức kèo tài xỉu nhà cái đưa ra cả trận là 2,75. Để có thể mang về chỗ trận khởi sắc gần đây, không thể phủ nhận lối chơi phòng ngự chắc chắn của Lyon đã góp công không ít. Minh chứng rõ nét là 5 trận gần nhất họ kết thúc từ 2 bàn thắng trở xuống, với việc Saint Etienne thi đấu tấn công mờ nhạt khi xa nhà, với 2 chuyến làm khách gần nhất tại Ligue 1 đều thiệt ngòi, khiến cho họ khó lòng có thể có được bàn thắng danh dự tại vòng này. Vì thế theo tôi, cửa xỉu là lựa chọn tốt nhất cho anh em. Soi kèo nhà cái châu Á. Ở trận này, nhà cái châu Á đưa ra mức chốc cho kèo cả trận là Lyon chốc đối thủ 1,5 trái. Dần lấy lại sự ổn định trong giai đoạn gần đây thì bên cạnh đó Lyon cũng đã có 3 trên 4 trận thắng kèo châu Á. Trái lại, Saint Etienne có tới 5 trận gần đây đều thua kèo châu Á, đủ để thấy họ không phải sự lựa chọn quá đáng tin cậy ở cuộc chạm trán này. Vì thế Lyon sẽ là lựa chọn đúng đắn nhất cho anh em. Đây là những tư vấn của chúng tôi về kèo đấu dành cho anh em. Chúc anh em sẽ đưa ra được những lựa chọn mạnh chiến thắng. Hãy để lại ý kiến dưới comment và cùng bàn luận với chúng tôi nhé. Dự đoán tỷ số trận đấu, Olympic Lyon thắng 2-0 Saint Etienne. Trên đây là một số nhận định cá nhân của chúng tôi. Chúc cho anh em sẽ có một cái nhìn thật sáng suốt trên những lựa chọn của mình. Và đừng quên like, subscribe kênh YouTube của Tám Bóng TV để có thể cập nhật sớm nhất những màn soi kèo hay và sôi động nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.